Hello, chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới an lành và tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà. Thành công trong cuộc sống nha. Bữa nay tiếp tục đi xiệt nữa cả nhà. Hôm nay mình vô cái khu trong Kinh Ba nè cả nhà. Làm kiếm cá ăn là sẵn quay chia sẻ cả nhà xem chơi luôn. Hơi mời cả nhà theo chân mình nha. Làm nghề này cũng hơi phản cảm rồi cả nhà. Cả nhà xem thông cảm cho mình nha. Rồi đi thôi cả nhà ơi. Lượm một chú đầu tiên cả nhà. Cái lóc này ột ột ột. Đó, làm cái lóc nữa cả nhà. Một chú nữa. Hết thức rồi, cá nhiều. Cá dinh nè cả nhà. Dinh chào bá luôn. Dứt nó. Cái gì nữa là cái nhà hai con luôn. Bắt con bự đi. Cá vinh nó bành bành không cả nhà ơi. Đây kìa. Rất là vinh. Vinh nó chá chá không à. Tưởng cô Phi nói chứ. Lóc nữa nha, lóc cứng. Hết chứ cái linh cái mà dinh cái nhậu. Bành bành không nè. Cá lóc chết hay gì chết tim cả nhà. Họ có phải không? Giống tim nữa quá.
cá lóc cả nhà ơi. Không bự không? Lóc lóc cứng cứng không? Ở ta cá lóc mới chết chứ mới cá lóc nha, hò hứ rồi. Chết cả nhà. Tỉnh gì lỗi. Đây cả nhà. Cá này cứng cứng không, nhà nhiều con. Này cả nhà. Lớn cả nhà. Một chú nữa. Đó, cá lóc đây nè. Lóc này cứng cứng gì không có nha. Nè, nhiều con nè. Cá lóc cứng nè các nhà. Lóc dinh nữa cái nhà.
lóc cả nhà. Chết lóc nha. Trời ơi trời. Hết sức tào lao rồi chứ. Đây, một chú nữa cả nhà. Sàm thích. Tư luôn. Đây thùng mình bỏ đắng đó nha. Bỏ vô vợt. Bỏ đắng mới được. Chú nữa. Đây một chú trống nữa kìa cả nhà ơi. Đây. Cắm đầu ở đây nè cả nhà. Đi vô bắt cả nhà ơi. Không chui vô cỏ rồi. Đây. Chú nữa nè cả nhà. Đó. 200 g. Rồi tiếp tục đi nữa cả nhà. Đây một chú nữa nè cả nhà. Đây. Cá bự ngay cả nhà. Chú này trọng ạ. Đó, 300 g có trên. Lên bỏ cái thùng cả nhà. Cú quậy luôn. Cá này bỏ giọt cứ dễ, còn đem lại khó khăn lắm cả nhà. Rồi một chú nữa cả nhà. Sớm giờ đi cũng nhiều rồi cả nhà ơi. Chuyện mưa tới đang lụi trơn kìa. Mà mình chạy về máy về tới nhà quay bắt cá lên quay cho cả nhà xem nha. Quá trời chuyện mưa rồi. Mình về tới nhà cả nhà ơi. Bắt cá lên rồi quay cho cả nhà xem nha. Về tới nhà cả nhà ơi. Rồi xả chút cá ra nè. Bữa nào cũng có lóc hết. Đổ đâu? Đổ đây luôn đi. Vậy em lùm thế. Để lấy thau. Xả đổ cái đâu bằng cái vậy? Cá rồi 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 không à? Còn mấy cá bự rồi không bỏ? Rồi, hết rồi. Này nhà được mấy cá bự nè. 2 kg. Thời điểm tôi kết thúc này nha. Chúc cả nhà buổi chiều tràn hút bên gia đình bên thắng nha. Bye cả nhà nha. Bye cả nhà.